ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đi suốt. Vâng, bài hát về gia đình Ba Ngọn Nến Lung Linh của nhạc sĩ Ngọc Lễ đã đi vào lòng người như một triết lý dĩ nhiên của nó. Thời đại ngày nay, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, nên việc bố mẹ chăm bẵm, cưng chiều con cái từ trong nôi đã là điều hiển nhiên. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng nhận được tình yêu thương thiêng liêng ấy. Ví như cậu bé Jamie, cả quãng đời tuổi thơ của mình đã phải sống trong sự thiếu thốn của tình yêu thương, sự che chở, đùm bọc của bố mẹ trong tác phẩm Không Gia Đình của nhà văn Pháp Hector Malo. Và đây cũng chính là cuốn sách mà Thư viện Trường Tiểu học Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh muốn chia sẻ tới quý bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc. Phẩm Không Gia Đình của nhà văn Pháp Hector Malo do Như Phong dịch gồm 2 phần với 17 chương, khổ 16 x 24 cm, dày 613 trang của nhà xuất bản Văn Học. Sau khi xuất bản lần đầu tiên năm 1878, tác phẩm đã nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn Học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại và xuất bản nhiều lần. Từ 100 năm nay, tác phẩm đã trở thành quen thuộc với thiếu nhi Pháp và thế giới. Bởi qua tác phẩm, bạn sẽ cảm nhận được một cụ già giàu lòng yêu thương và mạnh mẽ, một em bé mỏng manh nhưng kiên cường, thông minh, cùng với những con vật tinh khôn đã tạo nên gánh xiếc tuyệt vời. Câu chuyện được gợi mở nhẹ nhàng, lời văn dung dị, khắc họa nên cuộc đời đầy sóng gió, gian nan của cậu bé Jamie. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim, xuất hiện nhiều lần trên phim ảnh và truyền hình. Cuốn sách được mở đầu bằng một câu văn làm xé lòng độc giả. Tôi là đứa trẻ người ta nhặt được. Jamie lớn lên trong ngôi làng nhỏ bé Savannon, một ngôi làng cằn cỗi và nghèo khó miền Trung nước Pháp. Cho đến năm 8 tuổi, cậu vẫn nghĩ mình có một gia đình, có một người mẹ luôn che chở, thương yêu và một ông bố đi làm ăn biển biệt không về. Nếu như không có biến cố lớn xảy ra, khi người cha nhiều năm không gặp, bỗng chốc quay trở về và khẳng định một sự thật rằng cậu là đứa bé bị bỏ rơi, được ông đưa về nuôi và hiện giờ gia đình ông đang túng thiếu sau tai nạn lao động và họ hoàn toàn không có khả năng nuôi cậu nữa. Thay vì đưa cậu vào trại trẻ rơi, ông ấy đã bán cậu cho ông Vitali, chủ gánh xiếc. Từ đó, cuộc hành trình đầy khổ cực nhưng không ít nụ cười của Jamie chính thức bắt đầu. Jamie rong ruổi khắp các miền của nước Pháp cùng những người bạn của gánh xiếc rong của cụ Vitali, đó là con khỉ Jolly, ba con chó Capi, Zabino, Dosi. Trong chuyến đi cùng cụ, cậu đã học được rất nhiều thứ mà trước đây cậu không biết, như làm xiếc, diễn trò, chơi đàn và học chữ. Mọi chuyện tưởng chừng như thế là đủ với gánh xiếc rong diễn trò của cụ Vitali cho cuộc đời phiêu bạt. Nhưng một sự cố đã xảy ra. Trong một lần diễn xiếc, cụ Vitali bị bắt bỏ tù 2 tháng vì lý do chống đối viên cảnh sát. Jamie phải lang thang, tự kiếm sống qua ngày. 11 xu trong túi tôi không đủ để vừa ăn trưa, vừa ăn tối. Tất cả chúng tôi đều phải bằng lòng với một bữa ăn duy nhất thay cho 2 bữa. Thế nên chúng tôi sẽ ăn vào giữa ngày, và chúng tôi có thể ngủ ngoài trời, dưới một bụi cây hoặc một bức tường. Ngày hôm nay, cái ngày phiêu bạt đầu tiên đã rất tồi tệ. Vậy thì ngày mai sẽ ra sao đây? Tôi đói, tôi khát và chỉ còn lại 3 xu trong túi. Cho dù có ra sức thò tay vào túi mà xoa nắn chúng, thì số tiền xu cũng chẳng tăng lên. Tôi sẽ làm gì để nuôi sống gánh hát?
nếu những ngày tiếp theo chúng tôi không thể biểu diễn được. Trong khoảng thời gian ấy, may mắn thay, cậu đã gặp được bà Milligan và cậu bé Athun đi trên thuyền thiên Nga. Bà đã giúp đỡ Jeremy sống vui vẻ, làm bạn cùng con bà trên thuyền. Sau khi cụ Vitali ra tù, mặc dù bà Milligan đã xin cho Jeremy được ở lại với bà, nhưng cụ Vitali không đồng ý. Thế là Jeremy lại tiếp tục song ruổi cùng cụ và gánh xiếc đi khắp mọi miền nước Pháp và tìm đường đến Paris. Nhưng oái âm thay, trong đêm tối mưa rét cộng thêm đói khát, cụ Vitali đã ra đi mãi mãi vì không có tiền thuê nhà trọ. Sau đó, Jeremy may mắn được một gia đình nông dân trồng hoa nhận nuôi. Đó là gia đình bác Aquin. Ở đây, cậu bé đã nhận được tình yêu thương, che chở của các thành viên trong gia đình. Một cuộc sống mà cậu ao ước trước nay, đó là có một gia đình thực sự. Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra. Trong một buổi chiều khi tất cả mọi người đi chơi, một cơn bão ập đến, phá tan vườn hoa. Gia đình bác Aquin phải mỗi người một nơi vì không có tiền trả nợ thuê đất trồng hoa. Bác Aquin phải vào tù. Thế là Jeremy lại một lần nữa bơ vơ lạc lõng giữa Paris. Cuộc sống của Jeremy sẽ như thế nào khi không cha, không mẹ, không người thân? Cậu phải làm gì để tự nuôi sống bản thân khi tuổi đời còn quá nhỏ? Liệu cuối cùng cậu có tìm được bố mẹ đẻ của mình hay không? Xin mời các bạn hãy tìm đọc cuốn sách Không Gia Đình của nhà văn Pháp Hector Malo để biết được điều đó. Và hơn hết, cảm nhận được đầy đủ những khó khăn, gian nan, thử thách mà Jeremy đã phải vượt qua trong những tháng ngày phiêu bạt. Qua đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, may mắn và trân quý biết bao khi có một gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục lần sau.